xin chào bạn. Tôi đang ở cùng với mấy anh em nhóm Hai Lúa Miền Tây. Mấy anh em đang chuẩn bị nấu cái món lẩu mắm. Đây, ở đây có Tú với bà Lào Sông sẽ chịu trách nhiệm bếp chào, chính. Chào các bạn. Phụ bếp thì rất là đông các bạn. Ở đây có anh Thi nè. Anh Bảo. Anh á. Rồi lộn rồi. Vậy là giới thiệu lộn rồi, phải giới thiệu lại với anh Thi. Cai. Ở đây có anh Dương. Rồi bếp chính mà bên kia phụ bếp. Anh Quốc thì cái vàng rau kìa. Thì đang lột tôm. Tôm ngon chế bạn ăn cả nhà ơi. Rồi rau nữa bạn. Rau này coi sáng đi chợ lắp giò, mấy bạn coi lại cái clip chợ lắp giò của anh em mình với Hai Lúa Miền Tây đi chợ cũng vui lắm mấy bạn. Trả giá đủ kiểu luôn. Người ta nói 40 ngàn ký. Mấy anh em trả vậy 50 ngàn bán luôn đi. Bán luôn, mấy chị đồng ý bán liền chứ. Cái cứt nó nằm ở hàng giữa, không bỏ cho nó giúp cái da này. Được rồi. Mấy anh làm cũng kỹ các bạn ha. Tôm cũng phải rút cái chỉ chỉ cứt ra luôn. Bỏ ăn cơm rồi đi quay đó. Quay gì nữa? Quay gì nữa? Coi anh Dương lại đem nó thử anh Dương. Đây là cái nồi mắm lược ra rồi bạn. Rồi anh em bằm xả ớt bỏ chung vô. Này mình nêm đây mình nêm cái gì? Đường, ngọt, bột ngọt vậy thôi. Đường, bột ngọt các bạn. Đây là cái chòi mới của nhóm Hai Lúa. Chòi này các bạn thấy xung quanh là giữa đồng luôn. Ủa mà chín vô mình nêm trời. Chín rồi. Cái này là chỉ mình để thịt vô nữa mình làm thấy. Được không anh Bảo? Ổn không? Im không? Thiếu gì không? Mặn gì không? Gấp thịt vô thôi xong rồi. Cá nó có ốp sẵn trong này đó đó nghe anh Bảo ơi. Con là ốp sẵn rồi. Cá cũng có ốp nè. Cá tuyệt vời là cá bông lau. Em bỏ thịt á. Chờ nó sôi đã. Thịt không, nó sôi rồi. Chưa nó sôi nậu cục em bỏ vô nó mới ngon. Đây là mấy cái đầu vô trước. Xương. Chờ nó đi. Chờ nó sôi đi. Này toàn những người đàn ông đảm đang không nha các bạn. Không có phụ nữ nào ở đây đâu. Chờ nó sôi lên cái sôi xong rồi bột cái là bỏ vô ngon. Bây giờ mình dẹp cái này đi nè. Thì anh Mai Cô Bình thì chịu trách nhiệm phụ bếp. Có hai cái nồi chứ nhiêu không cắt nữa đâu. Bữa nay đò rồi không ốm rồi bắt mới sợ. Cái nấu cơm cái mắm đó. Cái chòi thì trên mặt ao bạn, xung quanh đây mình thấy có đồng lúa rồi bà con mình trồng khoai môn, trồng sa ri dài ở trong ngoài kia là trồng sa ri, trồng hàng bông cũng rất là nhiều. Cao này bạn Hai Lúa nói cá lóc rất nhiều nhưng mà tụi mình đi vô lúc cũng trưa rồi, nãy mình thả ít cần câu thử thì ở đây có cá trê nữa để chiều mát mát mình rê thử cá lóc nha các bạn. Không có nhái thiệt, mình rê bằng nhái giả. Mấy anh đòi gọi ai bụng bự. Uống ít lại. Anh trưởng anh Quốc là trưởng gì ta? Kêu anh là trưởng gì quên rồi. Tộc trưởng. Trà tộc trưởng, đi đo, chịu trách nhiệm đo. Bình thường rồi nha. Gỡ này là 200 nè các bạn. Cái này là 200. 200 nha. Rồi đúng 200 nha. Đó 200 nha. Rồi thắt nút luôn 200 nha. Mấy siêu người mẫu Ngọc Trinh 50 mấy là không có bằng mấy anh nè. Không mấy anh là người ta cũng ăn nhang nha, nói trước nha. Đó, tộc trưởng làm rất là kỹ nè. Đo lần thứ 2 đúng không? Đúng không? Hấp bụng vô chưa? Hay là thở ra bình thường vậy? Rồi. Tới anh Tây đo cho tập trưởng nhà trai coi. Em đo cho. Em là nhỏ rồi. Rồi. Đó đúng rồi, có người thứ ba nữa để chỗ bự nhất phải không? Đó. Rồi cái này là hồi phải không? Này là này là 190. Nè, 190. Nè. Đó. Nè, vậy cũng còn chưa có bằng nữa. Nè. Nè. Đúng rồi. Nè. Đó này là 195. Rồi. 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 Thì đó, ai đó anh cảm ơn của em phải không? Cảm ơn cái gì? Thiếu quá trời. Dạ mà. Nhỏ đó rồi. Trời đó. Có anh Bảo nữa kìa. Gì kì á? Quá trời luôn phải không?
Trời ơi, đi vậy rồi, dữ vậy trời. Mà tự lo luôn. Không tin nữa, tự lo luôn. Đó, thấy không? Uống anh Giang là thấy không? Thiệt rồi. Dạ chú là bị uống hết. Dương, Dương. Dương nhỏ hơn chắc rồi. À. Không, không thấy vậy thì không phải vậy nha. Đó đó rồi. Này, đây là anh Dương các bạn. À, đó cho cái khúc bự nhất luôn. Đứng vậy đó. 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 Nè có 189 nè các bạn ơi. Không là hóp rồi nè. Rồi rồi. Hình ra luôn bự luôn coi. Đó, không. Trời ơi. Không này 189 rồi. Rồi vậy là bầu lại. Hai lúa. Trời đất ơi. Không này phải đo ngực coi. Còn hết. Còn hết. Còn hết. Ừ. Dạ. Chứ này nói dưới đây nè. Không này 170 à. 170. Rồi coi là mặt. Không, gì là hơn Ngọc Trinh rồi. Ngọc Trinh có 56 à. Qua anh đo anh. Rồi 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 rồi. Ảnh hốt luôn rồi. Đo đo anh bảo luôn. Nè bỏ đó. Ừ. Sao nghĩ tao bụng bự không giờ hốt luôn á. Nè lại đo xong thử coi. Mấy bạn ở miền Tây có cái câu là hay ghe mà chê mà ghe dở là để đem lên trồng hành đó bạn. Đây có chiếc ghe để trồng hành nè. Xuồng đây xuồng. À đây. Cái xuồng ba lá để trồng hành rau thơm cá ăn cá ăn cá rồi 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 nói cá bự à anh thấy nãy rửa rau mà nó lại nó hả. À móc phải không? Đi đây. Ông Thi vậy chứ ai? Rồi. Mình lụm con cá trê đầu tiên. Cá cũng nhỏ. Cá này chiên giòn thì ngon. Kho khô. Kho khô hả? Anh em tranh thủ nấu ăn còn mình tranh thủ câu đi đâu cũng vậy cũng sách cần theo à cái số khổ nó vậy các bạn. Nói rồi, nói báo ơi nói rồi. Cái này mới lâu rồi. Nhịp cái anh Bảo ơi cần anh nó lúc luôn rồi mất luôn mất khoao luôn giật nhẹ cái cần nhẹ cái. Rồi, xảy rồi. Ôi, ông này không được, ông nặng trái quá à. Ôi, nói ơi. Kéo, nhả thả rồi, thả rồi. Ủa, cái gì, con rô phi mà bằng tay cũng sướng nữa. Y lụm nữa nè, nè nè. Nói đây nè. Hay quá ta. Y lụm nữa rồi. Thôi quy vô nữa kìa. Quy nó lụm nữa rồi. Anh Quy này sát cá rồi. Đây mình con không dính nè. Con thứ hai các bạn. Ồ thì ra biết rồi, cái này. Thôi con này thỏa ha. Ốm ha. Lụm luôn ha. Thánh cách trì, dọn cách trì các bạn ơi. Dạ kéo cái hai cái chốt, hai cái vàng nó đi thẳng lên luôn anh. Dạ. Phải kiếm con nở mặt nở mày với anh Quy chút đi. Nãy giờ nhục lắm rồi đó. Đây là thi lại câu ra 1 phút 30 giây dính tiền. Xin lỗi nha, Quy bắt con nữa nè. Rồi, chạy ơi. Ừ, vô. Mấy bạn mà có học võ mấy bạn sẽ thấy cái thế mà giật cá là nó như vậy. Đó. À,
chân trụ phía trước hơi khuỵ khuỵ xuống à. Đó, bạn thấy không? Hết mồi luôn. Mấy anh em lột một hào chân cút luôn. Cái này là cái con phần thêm thôi, một phần tráng miệng. Tráng miệng hơn. Người hai trứng. Anh Bình đang làm cái món tôm rim đó bạn. Tính mua tôm để nấu lẩu mắm luôn. Mấy ảnh nói tôm tươi này ngon nên rim cho ăn cơm. Ảnh phi tỏi. Ảnh phi tỏi cho thơm. Rồi bỏ tôm vô luôn. Giữa là hết chứ được. Chưa có tồn nữa mà lên vậy. Nghiêm luôn, bột ngọt nè. Đừng đừng. Cho nó sạp sạp. Cái gì đó. Rồi, thêm đường vô. Nè, rim tôm đi bảo. Thấy mấy anh này anh nào cũng làm đầu bếp được. Nè, nước nè, hồi chứ mình chơi nguyên cái thùng đi. Cho miếng vô hơi tí nha, tí thôi. Đổi cái sao tôm nhảy ra tôm đổ ra ngoài hết, còn nước đâu. Anh lấy nguyên bình 20 lít trộn. Mắm khỏi chứ bỏ ngon. Cảm ơn là tại hết nước rồi. Mắm khỏi chứ bỏ ngon. Bảo bữa nay là làm tôm gì? Tôm rim. Tôm rim. Chưa, chưa. Mỗi người một giai đoạn rồi. Đứng chờ mỗi tao. Anh Bình nhảy ra, anh Bảo nhảy vô. Này đâu cần nước. Vàng lên là vừa rồi. Ủa là xong tôm này tép này nó không có rạc gạch ta, kỵ ta. Lên nha. Tép này không có gạch. Vậy chút mình đập cục gạch ống mình bỏ vô. Bỏ cục gạch vô cũng được anh Nguyên. Tép vét á. Lụm con nữa nè bạn ơi. Đó thôi, cần nữa. Hơn không? Cần hơn không? Hơn quá. Cần tôi đó. Tại sao tôi ai lặn dưới bắt cá móc vô vậy? Có nãy giờ thấy nổi bọt lên nè, chắc ai đang lặn oxy chứ. Ở con nãy dục rồi hả? Thả rồi, con này nhỏ quá thả luôn. Có muối gì không? Ủa hai con vừa qua nó mới bự. Ủa, không có nước mắm hả? Có nem chưa? Nước nem lại đi. Phải nước mắm. Bảo nem rồi thôi. Không có nem. Nước mắm mình nhóc tương anh Bảo. Không thấy mắm, thấy muối hết trơn. Rồi tép 80 người. Thêm người vô làm món tép luôn mày. Không có nước mắm, nó chưa có nước mắm mà. Phải có nước mắm rồi. Có nãy ướp sơ vậy. Lấy thêm cái nồi nữa Tú ơi. Anh phải kho nhiệt chút để cho nó sắc xuống. Sao được không? Được chưa? Thêm chút xíu nước mắm. Ủa bộ mình còn có hai nồi hả? Có hai nồi đó giờ. Chai nước mắm. Bà không thấy nhiều nồi đó mà Tú. Mắm ngon. Cái đường này chạy chậu đâu tốt. Anh chế dưới nè, anh chế dưới đây luôn. Là mình trộn lên đều. Chế lên tôm nó mặn tôm. Đường chạy lỏng mắm lên luôn kìa bạn ơi. Bạn lúa đang kiếm cá lóc. Giờ này em phải có kiếm rồng rồng kìa. Chứ rê bạ nó không ăn. À, nắng này nó không ăn. Hiếm. Cá nó bự đó anh. Bắt luôn ha. Cá nó bắt đây. Nãy giờ lụm cách trê không bạn. Quay, cái chuyện nó đâm, cá bự đó, sao không? Sao, được. Cách trê không có thoát được đâu, lên bờ là không có thoát được. Đâu có ai, có anh đó hay gì? Không, cần câu này nè, cần câu ngắn. Nãy anh bảo câu. Dở là dính luôn. Đất ơi. Lúa ở kia câu dính lóc rồi kìa. Từ lúa ơi. Hả? Trời. Hả? Sao? Dính là lớn lắm. Chút dính vô mắt nè. Dính rau muống mà tưởng dính gì? Đây dính vô mắt thôi. Đây anh thấy có trứng cút nữa bạn. Đậu mắm. Quên nó chạy. Tôm rim. Này có hết rồi, ốc chuối nè.
rau các loại luôn, rau đồng các loại luôn. Đem trứng cút chổng. Giờ ăn sáng em ơi. Đem dĩa chổng. Đem đem đĩa vô cho nội. Cho nội giống ăn rồi với chị. Là mấy con nói là vô nè. Ừ. Tấu đã quen nè. Đem dĩa vô luôn đi. Ừ. Để cho anh em mình dĩa rồi lại. Đây cá ăn nữa nè bạn ơi. Úp rồi tụt rồi. Đây con. Tay tượng. Tay tượng chút xíu à. Anh cường quá. Anh cường quá. Anh em lại. Nhỏ xíu tuổi rồi. Trời ơi thấy tôi tóc bạc vậy chứ còn dễ mang hả? Trẻ mà mang nó mới chịu. Cường sinh năm mấy Cường? 87. À vậy Cường mang con tú vô chơi đi cả nhà ơi. 78. Rồi bỏ cái lên đây đi. Cá bông lau cả nhà ơi, lẩu mắm cá bông lau. Vô 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 vô. Vô anh Cường. Qua đây. Vô Nguyên vô vô gặp lại không? Ok. Vô mà đưa vô vô cả nhà ơi. Nãy ăn cơm đi. Đây ăn cơm được rồi. Mới có vô có mấy rửa không vô mà ra một chín luôn. Rồi mấy anh. Mình giấy khác đây chứ. Giấy khác ngưỡng đó. Ta làm biến bến. Nè, cá ăn. Cái quặng dữ á, được là được. Có tay không? Có tay không? Có tay không? Có. Dưa. Dưa. Được, cỡ lứa. Cá con này á nó không có mập tại vì mình. Đúng rồi, không có cho ăn nhưng thịt này nó chắc. Thì em mở cho. Người mở dạ. Không cho ăn thức ăn thì nó nó lâu lớn nhưng mà thịt nó ngon. Ừ, thịt nó chắc như cá đồng. Đó nguyên luôn. Đâu đâu đâu. Một vỗ rau cầu người kia cả nhà. Cái đồ nhắc bếp rồi ta. Kìa bên đó kìa. Trứng, trứng cút. Vừa tú ơi. Rồi. Ở cái nhà đi đâu cũng mê cầu kè. Vô ăn cơm với anh em bạn. Mời cả nhà đây. Mời cả nhà. Rồi, nha. Mời các bạn, mời cả nhà. Vô anh. Vô. Chúc mừng đi một hai ba chúc mừng. Rồi chúc mừng ha, chúc mừng hết mấy anh em luôn. 1 2 3 vô. Chúc anh em buổi trưa ngon miệng. Vô luôn cả nhà ơi. Mai chúc luôn ngon miệng cho ta. À Thái quay ngon miệng, ở quán ngon tay. Quay tay. Căng căng. Cho em vô bên kia coi. Xong rồi. Thì thôi anh gấp tới mà. Gấp tới mà xong. Anh Dương đẹp trai. Anh nghĩ sao mà anh đẹp trai hơn tôi mà nói anh đẹp trai anh Dương. Cái này ăn lý ra nãy là mình lọt sẵn luôn. Mình nói hai người xấu bằng nhau đi. Hết giai lộn nữa hả? Trời ơi, ganh tị với đẹp người ta nữa. Nói chung nhìn lại hai anh đâu đẹp trai bằng em đâu. Ngon á, trứng cút ngon á. Cái này bắp chuối này anh nhúng vô ăn liền. Thầy chú bộ anh để nó sực sực mới ngon. Nó chín nó già nhất. Cơm đi. Để cho mai đậm mắm mắm gà các bạn. Nhúng bắp chuối ăn hết sảy luôn. Rồi dao nhúng, dao nhúc, dao dừa gì trời không đem qua đây. Đó nhóc cho mai lọt mẹ lên. Quỳ kia còn rổ nữa kìa. Sáng sáng đi chợ mua một tấn rau mà. Dâu dừa hộp bên hộp mà đội đầu luôn là dâu dừa ăn mắm là đúng mà. Dâu dừa đỏ ăn mắm là đúng đời luôn. Nhìn đúng hấp dẫn các bạn. Rau nhút rau dừa cà cạn bắp chuối. Dâu dừa đỏ là dâu dừa gốc của mình á. Đó hay ăn mắm cá linh mới ngon. Ừ. Rồi bông điền điển nữa ha. Tốt ha. Ở đây cá bông lau mà không ngon rồi, cá linh mới ngon. Đúng rồi, cá mình không có ăn cá bông lau thì ấy, cá linh là đúng theo cái miền Tây của mình luôn á. Cá bông lau có 50 ngàn ký hay gì mà phải không? 50 ngàn. Đúng rồi, 50 ngàn ký. Vậy trọng lượng dương của bạn ta. 50 ngàn.
Không, 50 ngàn à, mà có 200 gram à. Đây, ủa? Dạ. Cái này nó khác, cái này à. Ơi, mình đang ăn ngoài đây, anh em dính cắp trời bự luôn. Nuốt lửa luôn mà. Trời bự anh Quy ơi. Cái chơi này ngon lắm thầy ạ. Rồi, lên là được rồi. Đây, bự hơn con đó, bự nhất trong mấy con nãy. Trời ơi, sao không phải anh Quy? Không sao đâu, anh quen à, chém rồi không sao. Trời trời. Để cho nghe, để cho nghe. Ủa chị điện qua nói vụ cái chê chứ đó. Lấy quen rồi vậy đó. Dạ. Nút sâu lắm. Để lâu anh nút sâu. Ê, quốc, anh quốc. Anh quốc. Chưa. Siêu bền không anh? À, vậy khúc trên là siêu bền á. Cái thẻo này anh xài cước. Bả nó có đứt, nó đứt cái lưỡi thôi. Còn cái bộ, cái bụi câu. Con này xấu quá. Ghê trời. Mở cái bộ lên cả nhà ơi. Nặng rồi nè. Nặng rồi đó. Đây mình câu hết cá vài lúa rồi vài con. Chăm nho gì, nó thả nhiều dữ lắm, bây giờ nó đẻ từ lưa như này hết. Sao chồng em quăng. Ôi, cá bự. Cá bự, cá bự. Cá bự, cá bự. Ồ, đó. Cá bự, cá bự, cá bự. Để bọc, để bọc. Thôi quăng lại đi, quăng lại đi. Để bọc, để bọc. Quăng lại. Trời, anh bảo. Đất chê rồi. Đất chê rồi. Đất chê rồi. Trên đây thì không có chạy đâu được đâu em ơi. Bằng 2, 4, 5, 4, 6 con. Con lớn kìa. Chú có 2 con cá bự rớt xuống. Giật kìa. Giật 2 cá. Luôn vào. Người của anh ăn nữa rồi. Cái đằng kia. Đụng nữa rồi. Ừ, đụng nữa rồi. À. Rồi phi về kén vậy. Đây, chuẩn bị bắt cá nữa nè bạn ơi. Ủa, phi hả? Ăn nhẹ quá.